Chào buổi sáng, mời các bạn lắng nghe podcast Gia Lai hôm nay phát vào lúc 6 giờ trên báo Gia Lai điện tử. Bản tin thứ bảy ngày 31 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý sau. Trao quyết định điều động bổ nhiệm 10 cán bộ quản lý ngành giáo dục thành phố Pleiku. Tổng kết trao giải cuộc thi tìm hiểu về di tích lịch sử vườn mít và cánh đồng Cô Hầu. Chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 năm 2024 sau kỳ nghỉ lễ. 240 hộ gia đình đạt danh hiệu hộ gia đình tiết kiệm điện năm 2024. Sở xây dựng trao quà hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn tại làng Vô. Tập huấn nghiệp vụ cho 120 cán bộ đoàn cơ sở tại Đức Cơ. Bắt tạm giam Đỗ Đăng Trường về hành vi đồi bại với con riêng của vợ. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Hữu Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku chủ trì hội nghị trao quyết định điều động bổ nhiệm 10 cán bộ quản lý ngành giáo dục thành phố Pleiku. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku Nguyễn Hữu Xuân đã trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku điều động bổ nhiệm chức vụ đối với 10 cán bộ quản lý trường học cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku Nguyễn Hữu Xuân đã chúc mừng các cán bộ vừa được điều động bổ nhiệm, đồng thời mong muốn trên cương vị mới, các cán bộ quản lý giáo dục sẽ tiếp tục phát huy năng lực, luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ, không ngừng học tập nâng cao trình độ, nỗ lực cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương trong thời gian tới. Huyện ủy Cờ Bang tỉnh Gia Lai tổng kết trao giải cuộc thi tìm hiểu về di tích lịch sử vườn mít và cánh đồng Cô Hầu. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm qua mạng Internet, gồm 4 kỳ, định kỳ 2 tuần một kỳ, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 và kết thúc vào ngày 23 tháng 8 năm 2024. Mỗi kỳ thi có 6 câu hỏi, trong đó có 5 câu hỏi chính và 1 câu hỏi phụ về dự đoán số người tham gia dự thi của kỳ thi trắc nghiệm đó. Cuộc thi đã thu hút 78.717 lượt người tham gia, trung bình mỗi kỳ có 19.542 lượt người dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, học tập, lao động trong và ngoài huyện. Kết quả, ban tổ chức đã trao 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba và 40 giải khuyến khích cho các cá nhân đạt giải. Bên cạnh đó, 3 tập thể có tỷ lệ người tham gia dự thi trên dân số cao nhất và có nhiều cá nhân đạt giải qua 4 kỳ thi cũng đã được khen thưởng, đó là Đảng bộ xã Tơ Tung, Đảng bộ xã Công Lương Khương và Đảng bộ xã Sơn Lạc. Thành công của cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước để mỗi cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong huyện, được hiểu sâu sắc hơn về di tích lịch sử vườn mít và cánh đồng Cô Hầu. Đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9. Do đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiến hành chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong kỳ chi trả tháng 9 năm 2024 cho người thụ hưởng sau kỳ nghỉ lễ. Theo đó, lịch chi trả cho người hưởng qua tài khoản ngân hàng của Bảo hiểm xã hội tỉnh bắt đầu từ ngày 4 tháng 9 năm 2024, đảm bảo hoàn thành trước ngày 10 tháng 9 năm 2024. Đối với người hưởng nhận bằng hình thức tiền mặt, việc chi trả được thực hiện theo lịch chi trả định kỳ của bưu điện tại các điểm chi trả. Được biết, từ ngày 1 tháng 8, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện trực tiếp chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng tại Bảo hiểm xã hội 43 tỉnh, thành phố. Trong kỳ chi trả tháng 9 năm 2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân tại 43 Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai theo hình thức này trong kỳ chi trả tháng 8 năm 2024. Đối với 20 bảo hiểm xã hội tỉnh còn lại, tiếp tục thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân và tiền mặt qua hệ thống bưu điện. Hiện Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đang thực hiện quản lý và chi trả cho trên 33.700 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trong đó có trên 14.400 người được chi trả qua tài khoản ATM và trên 19.300 người hưởng chi trả bằng tiền mặt.
Đối với các trường hợp người hưởng chưa nhận được chế độ qua tài khoản ATM do kê khai sai tài khoản cá nhân, Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị người hưởng liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội để thay đổi thông tin đúng kịp thời để nhận chế độ ngay trong tháng. Tại hội trường Điện lực Pleiku, Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức lễ tổng kết chương trình Hộ gia đình tiết kiệm điện năm 2024. Tham dự có 30 hộ gia đình trên địa bàn thành phố Pleiku, đại diện cho 240 hộ được bình chọn danh hiệu Hộ gia đình tiết kiệm điện năm 2024. Chương trình Hộ gia đình tiết kiệm điện năm 2024 được Công ty Điện lực Gia Lai phát động từ ngày 1 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2024. Chương trình áp dụng với các hộ gia đình sử dụng điện liên tục cho mục đích sinh hoạt, có mức tiêu thụ điện bình quân trong các tháng 5, 6, 7 từ bậc 4 200 kWh trở lên trong năm 2023. Đồng thời, các hộ gia đình không thay đổi về mục đích sử dụng điện, định mức sử dụng điện và không vi phạm sử dụng điện trong khoảng thời gian tham gia chương trình. Thông qua các app chăm sóc khách hàng, email, Công ty Điện lực Gia Lai đã phát động chương trình đến hơn 26.000 khách hàng. Sau 3 tháng triển khai, công ty đã chọn ra và trao thưởng 80 giải A và 160 giải B cho 240 khách hàng. Sản lượng điện tiết kiệm được tại chương trình là 4,68 triệu kWh điện. Sở Xây dựng Gia Lai tổ chức chương trình trao quà hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại làng Quâu, xã Chư Á, thành phố Pleiku. Làng Quâu hiện có 298 hộ với 97% là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 9 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo. Thực hiện chỉ thị số 13 CTTU ngày 5 tháng 12 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Ngày 17 tháng 3 năm 2024, Sở Xây dựng và Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức lễ kết nghĩa với làng Quâu. Tại chương trình, Sở Xây dựng đã hỗ trợ 4 hộ kinh phí mua bò giống với số tiền 40 triệu đồng, mỗi hộ 10 triệu đồng. Hỗ trợ 1 hộ sửa chữa nhà ở với số tiền 10 triệu đồng và 1 hộ mua xe máy với số tiền 10 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng. Dịp này, Công đoàn Cơ sở Sở Xây dựng cũng đã hỗ trợ tập thể làng Quâu 4 triệu đồng để tổ chức Tết Trung Thu cho trẻ em trên địa bàn. Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Bá Thạch khẳng định chương trình được tổ chức nhằm góp phần chia sẻ khó khăn, động viên hộ nghèo, hộ khó khăn, nỗ lực vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Ngoài ra, với vai trò là cơ quan chuyên môn, Sở Xây dựng định hướng sẽ hỗ trợ xã Chư Á tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng và tiếp thu ý kiến từ khu dân cư để hình thành đồ án quy hoạch chi tiết không gian phát triển của làng gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Huyện đoàn Đức Cơ tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn hội năm 2024. Tham gia tập huấn có 120 học viên là bí thư, phó bí thư đoàn các tổ chức cơ sở đoàn, bí thư chi đoàn trực thuộc xã thị trấn trường học trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các học viên được cán bộ huyện đoàn Đức Cơ thông tin các chuyên đề, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung. Về tinh thần tập luyện thể dục thể thao và nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn. Cũng tại lớp tập huấn, các học viên còn được thông tin về vai trò trách nhiệm của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong việc nhận diện và phòng chống các phương thức thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao trong giai đoạn hiện nay, công tác dân tộc tôn giáo và một số nội dung cần lưu ý của công tác dân tộc tôn giáo góp phần đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn huyện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Rai, tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng với đối tượng Đỗ Đăng Trường, sinh năm 1988, trú tại làng Plang Ba, xã Gia Tê, huyện Gia Rai, về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo thông tin ban đầu, trong khoảng tháng 5 năm 2024, Trường đã có 2 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu Nờ Tờ, sinh năm 2011, hiện đang học lớp 8 là con riêng của vợ. Đối tượng khai nhận sau khi uống rượu bia trở về nhà thấy vợ đi làm, cháu Tờ ở nhà một mình nên nảy sinh ý định đồi bại. Sau khi thực hiện hành vi giao cấu với cháu, Trường đã đe dọa khiến cháu Tờ không dám kể chuyện này với ai. Tuy nhiên, đến ngày 23 tháng 8, cháu Tờ bị đau bụng và có những biểu hiện bất thường nên đã được đưa đi khám tại Trung tâm Y tế thành phố Pleiku. Tại đây, qua siêu âm, các bác sĩ xác định cháu đã mang thai khoảng 15 đến 16 tuần.
Qua gặng hỏi, cháu tờ đã thừa nhận bị cha dượng nhiều lần đe dọa cưỡng bức. Sau khi thu thập chứng cứ và làm việc với những người liên quan, ngày 26 tháng 8, Công an huyện Gia Rai đã tạm giữ đối tượng Trường để phục vụ công tác điều tra. Được biết, hiện cháu tờ đã được đưa đi thành phố Hồ Chí Minh để lấy mẫu ADN với thai nhi, đồng thời có hướng xử lý để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cháu. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin podcast ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sáng ngày 1 tháng 9.